Xin kính chào các quý vị. Vâng, hãng Boeing Kin năm 2021 đã đưa ra một dấu mốc thời gian, đó là tung ra một dòng sản phẩm D4 và dòng CD8. Thì như các bạn cũng biết, đây là một hãng đến từ Anh Quốc và đã được rất nhiều các tín đồ audiophile cũng như là những người yêu nhạc trên toàn thế giới biết được đây là trong những hội tụ của những dòng loa đến từ đất nước Anh. Và hôm nay tại Thiên Hà thì chúng tôi sẽ giới thiệu một cặp loa đại diện, đó là dòng 802 D4. Với chữ D4 thì đây là một dấu mốc, và cái quan trọng là người ta sẽ đưa ra những tiêu chí gì thay cho dòng D3. Và chúng ta cùng xem cặp loa này. Đây là một chiếc loa của trong một cặp và nó có trọng lượng lên tới 102 kg. Vâng, với một cách khui thùng thì hoàn toàn là nằm ở dưới này, từng công đoạn của các bước như là cắt nịt, sau đó là dỡ về phần trên. Và cuối cùng là các bạn hết sức lưu tâm, đó là cái vấn đề là phải là củ của loa chép Twitter. Còn về phần bên này thì người ta cũng đã giới thiệu luôn, đây là loa cột 3 đường tiếng. Vâng, và được hoàn toàn sản xuất tại Anh. Và bây giờ thì tôi cùng các bạn cùng trải nghiệm thực xem là cặp loa này nó có gì khác biệt so với cả các dòng loa D3 trước đây không. Với một cái tiêu chí đóng rất là đơn giản, gọn nhẹ nhưng lại công năng và cái việc tháo lắp rất là dễ, thì các bạn đã thấy cái cặp này nó hay mức độ nào. Với một mình tôi thì nếu mà bình thường một cặp loa mà có trọng lượng từ 50-60 kg lên đã là một vấn đề quá khó, nhưng với dòng này thì tôi nghĩ là chắc tôi cũng sẽ làm được. Bây giờ thì tôi sẽ dỡ nắp trên ra. Khi dỡ nắp trên ra thì bao giờ trong một thùng loa một bên cạnh và một cặp thì nó cũng sẽ có một cái hộp để đồ. Và trong hộp để đồ này thì tôi cũng xin giới thiệu luôn, đây là dòng Diamond Series 800. Trên này thì có một cái phiếu bảo hành của chính hãng và thời gian bảo hành lên tới tận 5 năm các bạn nhé. Nên các bạn khi chơi dòng loa này thì các bạn sẽ thấy nó rất là an toàn. Và bên này là quyển catalog hướng dẫn về dòng loa. Và đây là một khăn để lau loa, vì đây là những loa Black Road thì các bạn sẽ rất lưu ý khi loa lau cái này. Còn đây là bộ jumper của loa để khi các bạn kết nối, đây là được hãng trang bị đầy đủ. Nhưng mà với các bạn có thể chơi cầu kỳ và kỹ tính hơn thì các bạn có thể độ với những chế độ mà theo cái gu tai của mình để mình có sự kết nối nó hoàn chỉnh hơn. Còn đây là cái này để chỉnh về cái độ chân loa bằng côn. Đây, khi mình cắm xuống cái chân côn này thì mình sẽ cắm vào đây. Còn về phần bên này thì là cái nắp để bịt cái côn này. Còn đây là chính là cái khóa vam để mở. Nó chỉ có vậy thôi các bạn ạ. Còn bây giờ thì tôi muốn thực tiễn là nhìn cặp loa này thế nào. Và cặp loa này đóng thì rất là tiện lợi và hay các bạn ạ. Chỉ thấy là nó chỉ là hai tấm bìa cắt tông nó cắt chéo và lộn nhau, và sau đó là sẽ đưa vào nhau, thì khi mình rút ra mình cần rút thế này thôi. Và đấy thì các bạn đã thấy có một cái sự chống sốc rất là hoàn hảo với cặp loa này. Thì khi các bạn đưa vào cái cặp xốp này thì bao giờ người ta cũng chủ định người ta sẽ giữ được cả cái thùng loa và cái phần loa mid và phần loa tweeter. Và năm nay thì hãng cũng đã gia cường thêm một cái hệ thống chống cột bên này để đưa cái dòng cái sự chắc chắn này lên. Đó, bây giờ tôi nhấc bổng cái này ra phía ngoài. Còn đây là toàn bộ hệ thống mặt là e căng đằng trước của loa mid và loa bass vậy. Rất là mới, vẫn còn thơm cả mùi xốp luôn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng trải nghiệm xem màu của cặp loa này như thế nào.
Vâng, đã có thấy có những cái sự khác biệt rất đẹp. Đầu tiên là đây là một cặp loa ở trong phân khúc cao cấp của hãng. Và có các cái lót, và trên này thì nó có những cái mặt da. Còn đây là hệ thống của loa Twitter. Úi giời, quá tuyệt vời. Đã thấy cái sự có một chút thay đổi nhỏ về phần Twitter. Và phần thứ hai đó là cái màu sắc của loa. Vì các phần này mọi khi là nó cùng đen theo cái màu thùm. Nhưng bây giờ nó đã làm thêm cái viền này trông nó có sự mềm, những cứng cáp hơn, nhưng mà nó lại trông vững chãi hơn. Còn bây giờ thì tôi sẽ đưa cặp chiếc loa này ra ngoài. Với những dòng loa này thì nó rất là hay là khi người ta đã được bó bằng xốp và người ta đã tính để làm sao mà khi mình dịch chuyển và vận chuyển loa thì nó hoàn toàn ở trong một cái khuôn rất là chắc chắn của cái thùng xốp cứng này, xốp đúc này. Nhưng mà đến khi mà mình đã dịch chuyển ra ngoài rồi thì mình chỉ cần để như này là nó đã thể ra được rồi. Đó, nó có cái tấm ben như thế này là mình đã thể chạy ra được rồi. Rất là tiện lợi các bạn ạ. Đấy, giờ thì tôi xoay mặt đằng trước cho các bạn nhìn có cảm quan hơn. Thật là nặng. Rồi, nhưng mà tôi cứ nhấc ra đây. Vì trong này nó có 4 bánh xe. Rồi. Còn bây giờ cái chuyện dịch chuyển ở trên mặt bằng này thì lại là quá là đơn giản so với những cái gì nó có, đúng không ạ? Đó, các bạn đã thấy cái sự tuyệt vời của 802D4 này. Đầu tiên thì chúng ta nhìn thấy cảm quan là có các cái sự mềm, sự vuốt. Rồi cái màu sắc của sơn thì nó cũng được chăm chút hơn. Cộng thêm với cả phần ở sau loa này thì thấy cầu loa cũng có cái sự khác biệt. Đó. Và cánh tản nhiệt của cả hệ thống. Và một phần nữa là có thêm hai cái nốt này ở dưới. Nếu tôi không nhầm chính là 4 con ốc ban nãy để định vị cái vị trí phích của cặp loa này khi đã tìm được điểm ngọt. Tuyệt vời quá. Đúng là hàng rất là luxury và đẹp và chất lượng. Và các cái màu này của đây trước là màu bạc thì bây giờ nó đang chuyển sang một cái màu xám, màu nòng súng. Thank you.
sự hoàn hảo của Buinkin đến từ nước Anh rất là hoàn mỹ, khi đây là một trong những cặp loa hay. Và tôi sẽ dừng YouTube tại đây và hẹn các bạn YouTube tới trên phòng test lắp của Thiên Hà để chúng ta cùng thẩm định màu sắc âm thanh của cặp loa này như thế nào. Xin hẹn các bạn vào YouTube sau.